cái lên này lên lên rồi rồi, rồi. Rồi phải nghiêng vậy đó, rồi bỏ cái này ra, thử cái tay này, rồi tới mông rồi tiêu hết rồi. Mà có cái mũ hai bên này nó nhức quá. Dưới này. Và cái bệnh là bệnh này gọi là bệnh thời đại. Mọi người thấy không? Đấy, nó kêu vậy đó. Đó. Hôm nay là tôi đứng ngoài đường thấy bác. Nghe rồi ha? Dạ. Rồi, hút vô. Trời ơi, nó sướng gì đâu. Rồi, tiểu đường. Rồi một cái rồi, nữa, nữa. Mềm rồi ha. Bây giờ là hết, hết, hết quay đầu ha. Rồi, rồi tới đây vô. Đó, ngon lành, hết quay đầu ha. Ok.